Nghĩa. Thế là không nhạc sơn vậy? Không sơn phải nghỉ, nghỉ được, không gì. Gì? Phải nghỉ một vài hôm cho nó khỏi thôi. Mấy mai bảo anh Hùng chơi gì nhỉ? Mai nên chơi vậy. Gì? Đi chơi vậy làm gì? Có về đâu? Không về. Anh nhìn có về đâu? Chắc có. Gì? May là có. Chắc chắn là này mình không thể coi thường được. Con rắn tí con chắc bằng cái xe điếu mà. Nhưng mà rắn thì nó không quan trọng to hay bé. Nó bảo không thấy đau nữa, không thấy đau thì thằng mày không ta rô ngay rồi ngón ý. Nó không biết, bé bây giờ không biết. Chưa biết về rắn không nào. Chưa biết, biết về gì rắn nào. Ừ, chưa biết về rắn hả? Anh mà chủ quan như vậy mà về đêm mà anh bảo đi uống rượu anh không đi thì thôi đấy. Về là không bảo sao luôn đấy. Không thể coi thường được đâu. Một tiếng nhiều nó khỏi chạy vào tim không? Nó vẫn chưa chạy kịp. Đấy, có biết tiếng hơn tiếng nhỉ? Hơi tối một tí. Đau. Sẽ. Nó cắn con ngồi bên đi. Con có vết thì mà nó nhỏ. Con ngồi bên nó sẻ là nó đau tay cháu rồi sao? Buộc phải sẻ mà. Để đã đau cũng phải sẻ. Chứ không phải đau mà không làm được đâu. Đây một cái nữa này. Ôi vừa không biết nhạc thì hỏi cái gì chỗ đầu cầu này, cái gì con thân cho bà cần mà. Đó là cháu ấy bảo là mày đến học hiến chỗ nào tao không biết ông ở đây nhưng mà nó chẳng biết nhạc phải không? Không, này bình thường có cái gì vậy? Nhiều người bảo không xem thì bảo mới biết được. Người ta không ngồi được, phải làm vật là bã là. Bị lâu cái nọc nó ngấm vào nhiều rồi. Đấy, em đáng chắc nó bằng cái xe điếu không? Anh vơ phải nó à? Không, nó cắt cây xong rồi nó chắc nó mình sờ đến nó ngậm vào. Cái xung nó chả tốt thì bố nó mới cái tốt thì đi sờ phải cho nó neo nhìn nghe mấy đường nhìn anh ở xóm 3B à? Xóm 3B này bà nhà bà ngay đây. Anh em đây bà ngoại anh à? Bà nội à? Mẹ bà nội ở nhà ông Thuận ý. Thuận không biết đâu. Ông Thuận à? Ông Thuận ông Ký ý. À, đấy, quê bà đấy đây. Quê bà đấy lấy chồng người xóm 3B này. Có hai vết con nhỏ này. Ngắn tiếng con rồi. Hai vết nhỏ. Ngắn bé. Như sẻ. Nghĩ ra xem nhiều con nó gãy răng ở đây, nó cắn nó gãy răng ở đây. Nó sợ cái to này, cái trên này này. Nó có một bên này, một bên này, hai bên này. Nó sợ cái to này có cái gì này. Cái nhìn cái to này. Sợ nó răng nó mắc nó. Gãy nhiều con gắn cắn nhưng mà gãy nhiều chứ. Bé nó non. Chắc nó lộ bằng cái xe điếu rồi. Nó to, nó to, đây là cái trời. Đó, đây là máy, ép cái máy nào.
nếu như đang đi nửa đường đứa nào nó gọi đi uống rượu cứ đi đi tí em về. Không uống được cái này bắt buộc phải kiêng rượu bia. Kiêng mấy ngày? Đến lúc khỏi thôi, tầm 2-3 ngày. Cái này mà bảo uống rượu bia thì còn mà ngang với lại đầu độc thêm cho nó chạy. Không thể uống được. Thì cái rượu bia là chất kích thích nó rất là mạnh. May anh chưa uống đấy, anh uống vào thì nó chạy còn nhanh nữa ấy. Nâu nâu thì phải hơn tiếng để khỏi việc gì không cháu? Không phải gì, không chịu. Sợ nhất là về rồi lại đi ngủ nó kia còn. Có chừng 1 tiếng rưỡi trở lại. Đấy. Lúc ý cháu còn phải 4 giờ để... 5 rưỡi, 6 giờ. Cái gì? 5 rưỡi, 6 giờ còn phải. Còn nếu mà để lâu là thôi đấy, cũng chịu luôn. Đấy, may mà. Mà may mà anh chưa đi uống rượu đấy, anh mà đi uống rượu vào thì có mà. Nó cứ bảo không đau chứ mà. Rắn cắn không đau thì chế cắn đau. Nó đúng cặp nêu mà cắn không đau, không nhức. Không cảm giác gì luôn đấy. Thì răng nó rất là nhỏ mà nó không như hổ mang. Hổ mang cắn xong nó còn nhức, rồi nó sưng hết. Sưng hết cả cái khu vực mình bị cắn lên. Nó một tiếng nó chạy vào tim à? Không, nó chưa nó làm gì mà. Đến khi mà nó chạy vào xâm nhập vào tim mà đến khi mà gây cho mình hôn mê bất tỉnh thì nó khoảng chừng 3 tiếng. Chứ nó không nhanh như vậy đâu. Nhưng mà nó nhanh như vậy thì làm sao mà cả kiếm được. Người ta không biết, người ta bảo là một tiếng là chết làm sao được. Cho dù đám độc cỡ mấy, em là chết được. Vậy ai mà chữa được nữa? Giờ mấy giờ rồi, 7 giờ à? Chưa? Dạ, 7 giờ. Chưa, 6 rưỡi, 6 rưỡi thì... Trong người anh vẫn bình thường đúng không? Vâng. Khi mà có một cái biểu hiện khác, ví dụ như là cứng hàm này, mà cảm giác này mờ mắt là một này. Trong người nó nôn nao thì em bảo nhé. Mai lại đi nào Quảng Ninh à? Kể cả nào cũng đi được ạ. Có bệnh là phải chữa. Nhưng không phải là làm mà làm được đâu. Ngày mai ở nhà nghỉ. Cứ mình nghỉ nhà khỏi thì thôi, nó không như cái gì. Chứ anh bảo nó có bệnh thì mình phải chấp nhận chứ. Chứ không mình đã đi làm nó không được đâu. Bảo anh đi trước đi. Ở nhà em làm. Không, nhưng mà mình phải làm. Làm thì làm nhiều đi bà. Bảo anh đi trước mai em. Cái này sợ nhất là may mình va chạm, rất là va chạm mạnh này, một mình mà quẹt trúng bồn là gặp người ta độc máu, người ta nhìn phải nó tái phát nên nó không khỏi được, nên mình phải kiêng. 2-3 hôm nó khỏi thì đi làm thoải mái. Mấy hôm mà khỏi? Chừng 2-3 hôm là nó khỏi. Nó không như hổ mang ấy, mà hổ mang cắn nó thối thì cứ khoảng chừng này. Xác định là vài tháng không đi làm được. Cứ nghỉ thế này mấy hôm nữa thì cứ chừng 2-3 hôm nó khỏi hẳn rồi đi. Cái Nam Sơn ở Quảng Ninh mấy ngày mưa về nó tự nhiên nghỉ từ mùng 2 tháng 9 thôi. Ừ, đấy. Về mùng 2 tháng 9 mưa nữa này là về. Thank you.
Vâng. Ờ này trông phải hay là thằng ấy, nhưng mà ngoài nó làm gì? Đi rồi. Ai ơi? Trung hả? À vâng, Trung Trung đi. Nó đi làm gì ở Miền Nam? Đi Miền Nam là đi đâu với bà? Nó đi với được gần tháng rồi. À. Đi vào mua cây mua cối đi. Nhà vợ nó. Dạ. Bây giờ cả tao nó nôn nào đúng không? Ngắm rồi đấy. Đùa rồi. Bé chết. Không đơn giản đâu. Bây giờ nhắn cái xe mày em Thảo. Cứ từ từ. Bé chết rồi. Nhưng mà bé ra bé chết. Không có rồi nào đâu. Nôn nào. Cắn đâu vậy? Sao giờ mình đi cháu? Không tưởng tưởng là đã bị nắng ráo rồi. Thế tưởng cháu chết thì mai thì vậy. Anh là chủ quan là chết oan đấy. Bất cứ đấy, lúc tôi đi xuống dưới trực tiến tôi về này thấy tối rồi. À như vậy là không chủ quan nào đâu, nghi ngờ là phải đi luôn. Hơn 6 giờ nó có biết đâu. Ôi chặt quá mày. Chết oan cái này đấy. Hả? Cũng chặt. Xét tiếp cam. Cũng nghỉ tí không mày? Nóng quá thôi. Nó nôn nào. Không, nó không nghỉ được, từ từ. Chặt 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 cái em vừa rồi. Thôi cái này nè. Khó nói. Không thể chủ quan được. Lấy điện thoại, mày có mang điện thoại không? Có. Vậy cảm giác nó nôn nào bên này, nó làm sao được? Chịu. Cảm giác tức ngực đúng không? Vâng vâng, đúng không? Gọi cho mẹ. Để lâu quá. Không caro gì vậy? Không caro chỉ. Chết. Đây con thầy cũng bó tay nhé. Chứ không biết đâu. Thầy bó tay. Mẹ chủ quan thì nó còn rất là nguy hiểm. Mẹ nó không biết. Nó cắt cái cây sông ở trên. Lâu quá rồi. Gọi cậu Tân, cậu vào cậu Tân. Không. Gì? Nằm lúc đó đấy. No way. Anh mừng thọ chưa? Chắc buồn. Lúc của anh chưa ngắm mấy cả. Anh mừng thọ 75 rồi. Mừng thọ rồi thì 75 rồi. Đâu chưa? Mới 5 người rồi. Không caro gì mới nguy hiểm chứ. Anh em bỏ tay đi. Năm nay 75 rồi. Để lâu sợ không chữa được cái. Bây giờ cho người làm sao? Nó nôn nao chưa? Nó đâu nó ngửa à? Ngửa. Trông giống mặt à? Họng hổng có đau không? Không. Nó chỉ hơi lâu nào thì. Trông choáng choáng kìa. Vâng, choáng. Cứ bình tĩnh kìa. Tao để đâu quá, rất để đâu sai không có đâu. Hay là đau quá nó vậy? Không làm gì mà đau à? Cứ xẻ ra. Không đau à? Xẻ như mà nó ngấm nó ngửi như mà. Bà nói chuyện như cái vô lý thật. Nó cắn không có rô luôn à? Đấy là tôi không biết, nó không biết bà. À. Thì đi xuống với bà Hanh về thì tối rồi, đứng ngồi dại thì nó. Ngấm không ngửi mà. Con rắn con nó cắn nó. Nó mới bảo vệ. Con non cái rắn gì không? Nó bảo nó non thì nó bay nó bé bằng cái xe yếu thôi. Nó neo ở trên cái cây, cái sung ấy. Nó nên nó chén lá sung. Thì thấy nó ngập vào tay nó thì nó vảy một cái mà không biết chuẩn đi đâu ý. Nó bảo vậy. Bạn nó không chắc luôn à? Cháu nó không biết. Nó có lại chưa biết bao giờ bà. Mẹ nó này đi chơi ở đâu mẹ nó không biết. Về tối thì nó mới bảo mẹ nó. Xong ông ngoại mới bảo về. Bà chở nó đi xem, bà biết bà đi xuống chưa ở đây, xuống Yến đi, ở đây. Ông Yến, ông Yến. Nào. Cái cháu ở đâu, Ông Yến chết rồi, ông Yến chết rồi, mà ông Yến là anh. Dạ. Anh cổ đông này em. Đó, anh vừa thổi cho nó nguội, anh uống đi, cổ thổi đi. Nhà tôi hả? Không, nhà cháu kia nhà. Nó ở xóm 3B đấy. Anh như cái cũng hút chay. Ba cái ngại như vậy, nhà cháu kìa. Đấy, nó cùng nhà tôi đấy. Con bố chung. Nhà à, con bố chung à? Vâng. Và nhà ở cùng. Thôi, nó lại. Nó nhà hai nhà hai bên, hai là con trai nhà tôi ở giữa. Vậy tôi đi xuống mà anh đi về thấy tối rồi tôi ngồi với nó hả? Con rắn nó cắn con. Và vậy mày có sát caro không? Nó bảo nó không biết. Thì nó tí nó con nó cắn về nó ngoạm một cái thì nó vảy đi nó không biết. Rắn cắn mà không caro là nó cũng nguy hiểm. Nó mà không thấy nó đau sợ chết oan có ngày
đây không biết kiểu quản kết gì nhỉ, cháu vừa biết ạ. Để nó sạch nó mà lâu quá chưa được. Nó kia chưa đầy nó cắn cháu phải tắt luôn đấy. Vậy xong thì lâu quá. Hay không biết thì mới hay khổ. Vâng, thế là vậy hay đi xuống nhớ ông Yến. Ông ngoại nó lại mà ông Tăng chữ A mà không, không chỉ có ông Yến thôi. Ông Tăng Yến thôi nhỉ. Tăng chữ ông Yến, còn ông Yến là anh ông Yến chữa, ông Yến ông chết đâu rồi còn ạ. Dạ. Chết trong rừng thôi mà. Để cho thổi cho nó nguội đi. Không, ông anh chưa. Ông anh chết rồi. Cả hai ông chết rồi. Gần đây con à? Hả? Đây, bên đây con. Cái thằng út cho tôi đấy. Thằng út, con thằng cả bên này, thằng chính nhì bên kia. Đấy. Nó không xuống đây quẹt, không biết đâu. Không, không thả. Ông đi kia mà, xuống đây nhà nào kia. Nó đi xuống núi bà Hanh, xuống núi này rồi. Bà Trực đi vắng thuốc đi. Cái này cả lắm, nôn nao lên tức ngực đúng không? Vâng, người nóng nóng. Bừng. Có buồn nôn không? Cũng hơi hơi. Ngạt mách, cái người nào cũng không. Cái thuốc không gọi đúng không? Gọi cho cực thân. Không uống thuốc chứ vào khỏi thì không nôn đâu. Vâng. Uống thuốc lại đỡ rồi. Uống thuốc uống rồi. Cái gì? Đừng ngồi hộp không? Không được gì, chúng ta không được gì đâu. Ngày mà anh người đi uống rượu vậy thì thôi, lúc nó không cứu được luôn. Đấy, nhiều anh là tôi phải sớm chưa ạ? Không cứu được luôn. Chú gái cho nó ngoại không? Vâng, cháu đang... Bố nó hơi thì cho nó quạt ngoại. Từ cái gió đây nó còn nặng hơn. Cho ăn này nào. Cháu uống rượu răn cắn, cháu uống rượu bảo nó răn thì chết đấy. Còn may mà anh chưa đi uống đấy, anh còn đi uống về. Ừ, tôi về sớm bó tay luôn đấy. Tôi về thì nó tối cập quạng rồi bà. Không cứu nổi luôn. Xuống với bà Hanh về. Con thương mấy nhưng mà chung, không còn lớn à? Không cả đấy. Em bao nhiêu rồi? Em nó 19 rồi. Thì nè, anh thua nên anh còn. Năm ngày bố nó là thương mấy? Bố nó cả. Hai con gái cả xong rồi đến bố nó. Xong đến thằng bé nó ba anh con. Vậy bác tất cả là mấy cô mấy cậu? Bốn, hai cô hai cậu. Ừ vậy nhỉ. Vậy mà không uống được đâu. Ai hả? Rắn đang cắn em. Ê, anh em đang bị rắn cắn đang rượu đang chữa. Em đang chữa em không đi được đâu. Vào uống rượu. Đi à? Chắc không uống rượu được đâu, tí nữa em vào qua tí rồi. Giờ có ai cháu sửa cái cây rồi cầu xong rồi. Đang cầm cảnh cho nó vổ vào. Cái luồng không? Không biết em đang thử một người nôn nào đúng không? Cặp mi là điếc hai thằng không nhà em không có ăn lương mỗi ngày em phải thuê đến nhà có mấy miếng vậy. Ừ, cái đồ ăn họ phải đặt vậy là có ai không? Có hai ba con ai có nuôi gà nuôi lợn rồi chẳng gì không? Mình em thôi nhà em chết rồi. Thế là vâng, đến lâu rồi. Ôi, cháu cũng bỏ cỏ này. Không, đến 2011. Vậy mấy năm nay rồi? Gần 8-9 năm rồi. Được rồi, giờ đỡ lâu nào rồi. Uống cái lá này thì nó mới đỡ đi được. Vâng. Cái này nó giải độc từ trong. Vâng. Nó giải độc từ trong cơ thể mình ra ngoài. Giờ buồn nôn với lại mất tiểu là cứ đi. Để cho nó giải ra. Nguy hiểm lắm, nó cắn nhưng không nhỉ. May mà. Chỉ cần anh mà đến một nửa tiếng nữa là thôi luôn đấy. May mà chưa uống rượu. Nên rút kinh nghiệm lần sau mà bị cắn là mình phải lưu ý mình caro ngay. Mình không có dây thì nãy các bạn. Đến lòng năm nào cái nọc độc nó chạy vào là mình không cứu được đi. Nếu mà không có ấy thì phải lấy cái áo, tay áo và sát vào. Bây giờ nói chung không? Là đã vào cái lúc đấy thì bất kể là cái dây gì thì cả dây chối dây không có dây gì dây bẹ dây không có dây thì mình phải chịt lại là mình chạy vào nhà dân thì mình xin dây nói chung là dây thì nó không ở đâu cái đặt con thì mình đâu biết được nói chung là mình lớn như vậy là trẻ con lưu ý học nó mấy